Chào anh em ha. Thì bữa nay mình tiếp tục làm thử nghiệm thêm một bài nữa nè anh em. Đây là con máy Dumbo Lavender ha. Đợt trước là mình ép con máy Dumbo dứa đó mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục bắt con máy này đi ép. Thì đặc điểm của con máy Dumbo này á, thì cái tai nó to ha. Rồi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục làm thử nghiệm cho mọi người xem ha. Mình sẽ đem ép với con trống Nemo Galaxy ha. Cho chừng nữa coi đàn con nó có ra nhiều màu không hay là một màu. Một màu thì rất là khó bán cho nên là mình phối thử thôi. Một là thành công, hai là thất bại ha. Rồi đây là con cá trống Nemo nè mọi người. Lúc trước thì nó còn màu cam nhưng mà màu cam giờ ít rồi mọi người. Giờ nó thành con Get Galaxy luôn rồi, không biết sao nữa. Rồi thì mình thả hai đứa nó vô chung nè. Đó, thấy bà mái tôi không? Bà mái tôi quá trời sung luôn. Dí ông trống kìa, ông trống chạy vòng vòng luôn chứ sao vậy. Thì phối cá kiểu này thì có nhiều anh em phối rồi ha. Hình như là thành công không nhiều, mà mình cứ thử thôi. Mình muốn chứng minh là coi hai loại này nó có ép được hay không ha. Rồi, nếu mấy bạn có ý tưởng gì hãy comment bên dưới video của mình ha, thì mình sẽ thực hiện.